tiền của 10 lô đất full thổ cư ở Cẩm Giang, Gò Dầu. Mình đang đứng trước mặt tiền này đây, mặt tiền đường đá mình đang quay đây là mặt tiền đường nhựa, đang lên nhựa nha. Đường này lộ giới đường là 20m. Đây mình xoay ngược ra phía sau, ngay phía sau lưng mình. Đó, ngay chỗ đó là đường nhựa bào nâu, là đường nhựa lớn, rất là lớn. Rồi, từ ngay đường nhựa đó đi vào tới đất mình chỉ có khoảng tầm 60m thôi. Đây, đất của mình hai mặt tiền. Đây là mặt tiền đường bên hông ha, đường rộng khoảng tầm 5m. Đây là mặt tiền trước nè, mặt tiền trước của 6 lô mặt tiền phía trước nha. Từ ngay chỗ cột điện bên này đi qua tới ngay chỗ cái ranh của cái nhà bên kia. Đường đang lên nhựa rất là tiềm năng, bây giờ mình mua chỉ là mua giá đường đất thôi. Rồi khi mà công chứng nhận sổ xong về là đường nhựa rồi.